Xin chào thầy, xin kính chào sư cô và xin kính chào các bác. Thưa thầy, con có một cái thắc mắc, rất là cả mấy tháng nay thì cái vấn đề này là vấn đề xã hội, và ở bên Pháp này chính quyền và những bác sĩ tôi cũng không có giải quyết được. Thì cái vấn đề nó như sau, thì có một anh đó, anh tên là Vincent Lambert, anh đã bị tai nạn giao thông cả 7 năm nay. Thì anh ta đã nằm trên giường đã 7 năm và không có thể nói chuyện, sống cũng không phải là sống mà chết cũng không phải là chết. Thì gia đình của anh ta đã chia sẻ rất là nhiều, thì người vợ của anh ta thì muốn anh ta chết. Cái chết đó thì chỉ cần là rút cái ống hơi thở của anh ta ra, và cha mẹ của anh ta thì không muốn anh ta chết. Thì cái vấn đề này con đã thắc mắc và không biết làm sao mà không có cái câu trả lời. Thì nếu mà con trong cái tình trạng đó thì con sẽ quyết định là con không muốn sống được nữa. Thì cái quyết định này có phải là con phạm lỗi thứ nhất của năm ngũ giới hay không? Và nếu mà trong tình trạng của người vợ đó con muốn cho anh ta chết, thì cái quyết định này á nó có đúng hoặc là không? Còn nếu mà con là người cha, người mẹ của anh ta, để cho anh ta sống trên giường như vậy rất là khổ đau, thì cái tình trạng của cha mẹ anh ta có phải là ích kỷ hay không? Và chúng ta là người học Phật thì cái giải quyết của cái vấn đề này nó sẽ là sao? Thì con xin thầy cho con những câu trả lời như vậy. Để giải quyết câu chuyện bi đát vừa nêu đó, chúng ta cần lưu tâm ba vấn đề lớn. Thứ nhất, về phương diện luật pháp, trợ tử và an tử bị cấm ở phần lớn các quốc gia. Thứ nhất là về phương diện nhân đạo. Lý do mà các quốc gia nghiêm cấm trợ tử và an tử là vì đương sự không tự quyết định việc đó mà người thân đã tự quyết định thay, thì đó là phạm luật. Bây giờ chúng ta không biết rõ là trong tâm trạng của người đang nằm sống không được, chết không xong, muốn mình chết hay là muốn mình sống. Nếu người đó tự quyết định, ký giấy được và các bác sĩ kiểm chứng được, làm đúng các thủ tục, thì họ có thể được chấp nhận cho chết. Do đó, trong tình trạng bị coma, tức là sống bằng thần kinh thực vật, hoàn toàn không có các cái tri giác, không truyền thông được, không lắng nghe được, không cảm nhận được, không phản ứng được, thì cách duy nhất đối với các quốc gia cấm trợ tử và an tử, chúng ta phải đành hoan hỷ nuôi nấng người đó cho đến lúc giờ phút cuối cùng, tức là còn nước còn tát. Vì làm hoài điều đó là ta phạm luật. Mà phạm luật trong tình huống này được xem hiểu tương đương như là tình trạng cố ý giết người, bởi vì đương sự không hề muốn mà chúng ta muốn bằng lý do A, lý do B, dầu những lý do đó rất là nhân đạo đi nữa cũng được xem là trái với luật pháp. Trong kinh nó có hai tình huống việc an tử và trợ tử được diễn ra, nhất là kinh Trung Bộ. Thì trong hai tình huống này Đức Phật nghiêm cấm trợ tử. Trợ tử đó là cái người đang sống đó, họ cảm thấy khổ quá, họ muốn sống nữa, họ muốn tiếp tục duy trì cái khổ thọ, họ yêu cầu người khác dùng các công cụ dụng cụ để giết chết mình để có thể kết thúc cuộc sống khổ đau của họ, thì Đức Phật không khích lệ, Đức Phật cấm chuyện đó. Trường hợp thứ hai đó là an tử, tức là đương sự hoàn toàn mất khả năng quyết định do chứng bệnh gây ra, người khác vì lý do là không muốn người thân của mình tiếp tục bị khổ hơn, bị đau hơn, thì đạo Phật cũng không không có chấp nhận tình trạng đó. Thì hiện nay đó, ở trong nước đó, và những quốc gia nghèo, thì đối với tình trạng nằm mê man bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh và sống thì không được, chết không xong, thì người thân đó phải tốn rất nhiều các chi phí để phục vụ cho các cái dịch vụ y khoa, thì cái đó nó khó khăn cho gia đình rất là nhiều. Còn ở hải ngoại đó thì phần lớn ai cũng có đóng bảo hiểm, người thân không phải trang trải các cái chi phí đó, mà người thân chỉ phải chờ đợi cho cái nghiệp của người đó đến cái lúc cuối cùng kết thúc thôi.
cho nên trên tinh thần luật pháp của nhà nước nơi chúng ta đang ở và giới luật của Đức Phật đã dạy thì các hình thức an tử và trợ tử là gần như là không được khích lệ đối với trường hợp người đã mất khả năng quyết định. Thứ hai, về phương diện sát nghiệp thì người có ý định nhờ người khác giết mình chết để kết thúc cái khổ thọ, hay là người khác vì thương tưởng cái tình trạng không muốn cho người bệnh đó phải sống trong trạng thái khổ đau đã quyết định an tử hay trợ tử, thì trong tình huống này nghiệp sát vẫn được là thực hiện. Trong giới luật của Phật đó, một nghiệp sát được đánh dấu bằng 5 yếu tố. Thứ nhất là mình nhận thức cái đối tượng bị giết là một con người. Thứ hai là chúng ta có những phương tiện hỗ trợ, các công cụ, có những nỗ lực để làm công việc đó. Cái thứ ba, chúng ta có ý định muốn giết người đó chết, dầu ý định đó là về đạo đức, mình muốn người đó không bị khổ đau, nhưng mà ý định đó rõ ràng là muốn cho người đó chết. Cái thứ tư là có cái hành động nỗ lực để kết thúc sự sống này. Và cái thứ năm là có cái kết quả từ những điều được vừa điêu, tức là người chết đó là một con người cụ thể. Thì trường hợp đó đầy đủ 5 yếu tố thì được xem là tội giết người. Phối hợp lời dạy này vào trong tình huống của một người đã bị bệnh nằm trên giường thì đó thuộc về một nghiệp sát, cho nên đạo Phật khích lệ là không nên làm như thế. Thứ ba, về phương diện đạo đức thì hiện nay nó có một cái tranh luận lớn, đó là giữ ước muốn của những người còn sống và cái ước muốn của người đang nằm trên giường bệnh có thể là giống nhau nhưng cũng có thể là hoàn toàn khác nhau. Khó khăn lớn nhất của chúng ta trong tình huống này là chúng ta không có đủ các phương tiện y khoa để đo được cái dòng cảm xúc của người đó trong bộ não, và cái dòng cảm xúc này được chúng ta lý giải tương đương với cái quyết định A là sống, hay quyết định B là chết, hay quyết định C là để cho nó, lúc nào nó chết thì nó chết. Do vậy chúng ta không còn cách nào khác là phải tôn trọng điều 1 và điều 2, tức là không có an tử, không có trợ tử, hãy để cho người đó chết một cách tiến trình tự nhiên theo hiệp định để cho người đó kết thúc. Bởi vì ở đây chúng ta không phải tốn tiền lo cho người thân, nếu người thân đã có mua các loại bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp người thân đó không mua bảo hiểm xã hội mà mình không chu cấp cho người thân đó thì chính phủ bằng chính sách an sinh xã hội cũng giúp dùm chúng ta tình trạng này. Cho nên đó không phải là một gánh nặng. Do vậy về phương diện đạo đức, những gì mà chúng ta muốn chưa chắc là sở thích của người được chúng ta quan tâm, hãy tôn trọng cái quyết định của họ. Mà ở đây họ quyết định được thì hãy tôn trọng cái sự sống đang còn tồn tại đó. Nhất là con cái đối với cha mẹ và ông bà, hãy xem đó là cái cơ hội cuối cùng để chúng ta làm tròn đạo hiếu. Còn vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, anh chị em đối với người thân, thì hãy xem đó là những cái cơ hội cuối cùng chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Đó là cái sự thực tập lòng từ bi được luật pháp ở nhiều quốc gia khích lệ. Đạo đức Phật giáo là khích lệ ứng xử như vừa và nêu, chứ đừng vì một lý do nào đó chúng ta xót quá rồi muốn cho người đó kết thúc, rút ống ra thì về sau này đó chúng ta cảm thấy nó sai rất lương tâm lắm. Người Việt Nam mình có câu là còn nước còn tát, mặc dù mình biết là nước đó không bao nhiêu, tát cũng được có vài ba tháng, vài ba ngày, nhưng nguyên tắc đạo đức vẫn khuyên chúng ta là hãy nên tôn trọng sự sống với tư cách là một con người rất là quý giá để chúng ta không phạm vào bất cứ một cái sai lầm nào. Như vậy nói tóm lại, về phương diện luật pháp, về phương diện nghiệp sát, về việc đạo đức thì trong tình huống này chúng ta vẫn để cho tiến trình nghiệp diễn ra một cách tự nhiên thôi. Tại Việt Nam đó có nhiều hòa thượng đến giờ phút cuối cuộc đời đó nhiều khi là sống với thần kinh thực vật 10 năm mà đều là những vực đạo cao đức trọng cả, thì các đệ tử vẫn phải hiếu kính lên thăm viếng chăm sóc và xem cái cơ hội đó là cái phước báo cho bản thân mình. Còn người tại gia thì không phải ai cũng được hướng dẫn và huấn luyện,
Cho nên nhiều khi mình chăm sóc người thân một thời gian dài đó, mình cảm thấy mệt mỏi, tốn quá nhiều tiền, mất quá nhiều thời giờ, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, rồi chúng ta chua xót trước nỗi đau của người thân mà họ không có cơ hội để vượt qua. Chúng ta muốn cái ý muốn chủ quan của mình là kết thúc sự sống, nhưng mà đâu phải mình muốn chết thì người đó chết đâu, đâu phải mình muốn duy trì sự sống mà người đó lại sống thọ thêm đâu. Tất cả đều có cái nhân quả về sự sống và cái chết của từng con người. Hãy để cho tiến trình nhân quả tự nhiên trong một con người quyết định lấy sự sống và cái chết của người đó. Đó là cái sống chết tự nhiên. Đạo Phật khích lệ khuynh hướng này. Xin đi câu hỏi khác. Thì bà có nói với chùa, với các Phật tử và thân đó, thì làm sao cầu cho bà ra đi sớm. Rồi chúng con đó thì không biết làm sao, cho nên tụng địa tạng, được từ địa tạng sám hối cho bà. Sám hối rồi tôi nói thôi bây giờ tụng địa tạng để sám hối cho cái nghiệp nó tiêu, rồi bà ra đi được an lành. Dạ, rồi mà quả đúng như vậy ha. Ở đây Phật tử tụng địa tạng rồi thì là bà ra đi yên lành. Rồi có hai chú Phật tử nữa cũng mê man rồi, mà bác sĩ nó cũng nói rằng một chú thì 7 năm, một chú thì đâu mấy tháng vậy đó. Thành ra rồi cũng chúng con cũng tụng địa tạng, mà đúng vậy đó, đụng tụng địa tạng con bà nên tụng địa tạng có một buổi sáng hay một vừa đúng một cuốn địa tạng đó, một tiện tạng có ba cuốn thì mà tụng xong một cái là mấy gì đó ra đi. Mà con thì con cũng nghĩ thôi bây giờ ta muốn sống không được, muốn chết không được, mà người ta muốn ra đi cho an ổn thì cũng vậy thôi. Cho nên ở đây là phần nhiều mà ai mà vậy là chúng con tụng địa tạng để... Câu chuyện được đi sư chủ trì chia sẻ đó là có ý nghĩa. Ở đây đó, cái trợ tử đó là rất tích cực. Trợ tử bằng một cái khóa hộ niệm. Nội dung của khóa hộ niệm á, là kinh gì cũng được. Nhưng mà ở Việt Nam và Trung Quốc á, có thói quen là sử dụng kinh địa tạng. Sở dĩ chúng tôi gọi là có ý nghĩa là bởi vì đó, đương sự đã có ký định muốn kết thúc sự sống để chấm dứt cái nỗi khổ niềm đau do cái bệnh ung thư giai đoạn cuối chi phối trên cơ thể của mình. Và cũng rất may người bị bệnh đó là một Phật tử, cho nên đã hoan hỷ hòa theo cái đề nghị của ni sư trụ trì, đó là lắng nghe một thời kinh địa tạng. Và sự lắng nghe đó đã giúp cho họ tập trung cao. Khi tập trung cao đó đạt được chánh niệm, thì trong chánh niệm á, thì tất cả các cái nỗi đau phản ứng từ cái cơ thể vật lý này được giảm đi một cách khá đáng kể. Thứ hai đó, nhờ lắng nghe kinh với cái tâm thành lớn nhất thì người đó sẽ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi về cái chết. Phần lớn người ta là sợ chết, mà sợ chết là mối đe dọa lớn nhất của cuộc sống, nó làm cho mình gần như là không còn hạnh phúc được nữa. Cho nên là cứ tập thư thái, thoải mái, bình an. Mà nếu không làm được việc đó thì chúng ta có thể nhờ sự hỗ trợ của một khóa kinh hay là một cái khóa niệm Phật. Kinh đó là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, hay là các kinh Bali, các kinh A Hàm, các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng được, đều có tác dụng giống như nhau. Đó là rũ bỏ được nỗi sợ hãi, rũ bỏ được nỗi lo, rũ bỏ được nỗi đau. Cho nên các quý Phật tử nên tập thói quen thọ trì kinh hoặc là nghe kinh ở giai đoạn mà mình bị bệnh hoặc là đang đối diện trước cái chết còn rất là ngắn ngủi. Thì nhiều Phật tử ta lý giải đó là tình trạng mầu nhiệm được diễn ra do thọ trì một thời kinh. Thực ra cái đó không phải là mầu nhiệm mà đó là nhân quả thôi. Người ta tại sao không chết? Có ba lý do. Lý do một đó là nghiệp vẫn còn. Lý do hai đó là tiếc nuối, tức là một cái nghiệp đi ngược lại với tiến trình của cái chết diễn ra. Và sự tiếc nuối này đó, nó có thể tác động các cái nghiệp về tuổi thọ và sức khỏe đã gieo tạo mà lẽ ra đó, theo tiến trình thời gian đến kiếp sau chúng ta mới sử dụng được đến, nó mới trổ quả. Thì bây giờ nó lại trổ quả liền ở một phương diện nhất định để trì hoãn cái chết của chúng ta thêm một năm hay là vài ba tháng. Và rất nhiều người bị rơi vào tình trạng này.
vì họ muốn chết, họ muốn tiếc nuối. Và trường hợp thứ ba đó là do các cái nghiệp phước mà họ tạo trực tiếp liên hệ đến tuổi thọ và sức khỏe ở kiếp này nhiều quá, cho nên đó họ có muốn chết cũng không chết được. Trong tai nạn rất nhiều người chết tập thể, họ vẫn sống nhăn răng. Chẳng hạn như là sóng thần Nam Á, Đông Nam Á, một bé gái 3 tháng tuổi bồng bềnh trên biển nước như vậy một tháng trời mà không chết, đang khi ở tại chỗ đó đến hàng vạn người đã phải chết, bao gồm những người biết bơi giỏi nhất. Đó là do vì cái nghiệp của cái cô bé này đó ở kiếp trước về mạng sống quá lớn đi. Cho nên khi chúng ta thọ trì kinh đó, thì nỗi sợ hãi được kết thúc, rồi nỗi sợ chết đó, đã được kết thúc. Cho nên là sự buông xả về mạng sống đó dễ dàng hơn. Và do vậy đó, trong trường hợp người thân chúng ta không muốn chết thì người hộ niệm đó phải cung cấp các thông tin này cho các thầy các sư cô đến hộ niệm. Để trước khi hộ niệm đó, thì các thầy các sư cô sẽ hướng dẫn là cần phải buông bỏ như thế nào để vượt qua nhanh chóng và có kết quả tốt. Chứ còn nếu chúng ta giấu hết các thông tin đó, chỉ mời các thầy đến các sư cô và ban hộ niệm tế thọ trì hết kinh này đến kinh kia, niệm Phật giờ này đến giờ nọ, thì tác dụng của hộ niệm đó là không cao. Còn cho rằng nó có phước báo là càng không đúng nữa, đó là mê tín thôi. Hộ niệm cốt lõi ở chỗ là gì? Người được lắng nghe phải hiểu, và khi hiểu đó phải sanh ra được cái tâm hoan hỷ. Và cái hoan hỷ đó đó nó khắc phục được nỗi đau, khắc phục được cái nỗi sợ hãi. Cho nên chúng ta là những người thân phải phối hợp với nhà chùa trong các khóa lễ hộ niệm, thì cái người gần chết đó mới được lợi lạc. Và khi chết trong trạng thái được hộ niệm thì người đó chết rất nhẹ nhàng. Giá trị của sự sống đó, nó nằm ở cái chất liệu của sự sống, chất lượng của sự sống, chứ không phải là sống thọ hay là chết yểu. Hãy nhớ điều này để chúng ta không phải tiếc nuối. Và khi mà cái nỗi đau nó quá mức, nhất là ung thư giai đoạn cuối, thì sự sống được treo ở trên một sợi chỉ thôi, có thể 6 tháng, 3 tháng, vài ngày hay là vài giờ. Và có những cái chuẩn bị như thế thì chắc chắn là sự tái sanh diễn ra rất là tốt lành. Và chúng ta là những người Phật tử tu cả một kiếp người, chỉ mong mỏi khi còn sống được hạnh phúc và bình an, khi chết được nhẹ nhàng và nhanh chóng để kết thúc các cái nghiệp kéo dài do tình trạng bệnh tật là điều rất là không may. Và sợ hãi sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách ghê rợn hơn, một cách khổ đau hơn, một cách bế tắc hơn. Người tu học Phật không để sợ hãi chi phối mình. Cho nên ni sư chủ trì tại đây có được cái duyên hộ niệm cho những người khó chết, được chết sớm. Thì quý vị nào có người thân mà rơi vào tình trạng này đó, thì giúp cho người thân của mình được hiểu và đến chùa nhờ tụng kinh, thì cái chết đó cũng diễn ra rất là dễ dàng. Bản thân chúng tôi đó đã từ năm 88 đến 94, lúc đầu á là làm quản sự của chùa, sau đó là làm chủ trì, thì hộ niệm rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà đám nào mà chúng tôi đi đó thì cái người được hộ niệm đó sẽ ra đi rất là nhanh, rất là nhanh. Thế mình biết cách hộ niệm, tức là mình phải tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn tâm lý cho người đang chuẩn bị chết đó, rũ bỏ được mọi chấp trước thì sự ra đi sẽ nhanh hơn. Và các thầy kinh có tác dụng trị liệu sự buông xả rất là tốt, rất là tốt. Cho nên hãy tập thói quen này như là một ứng xử văn hóa, chúng ta sẽ giúp cho người thân chúng ta nhẹ nhàng ra đi hơn. Tương tự trở lại cái câu chuyện của một người bị thần kinh thực vật, sống không được chết không xong. Đừng nghĩ rằng là người đó không còn nghe được nữa, tâm của người đó vẫn có thể còn cảm nhận được. Bây giờ chúng ta phải làm một cái công tác tâm lý, xem là trước khi người đó bị tai nạn này đó, cái mối quan tâm người đó dành cho ai. Chẳng hạn vợ chưa cưới, chẳng hạn người vợ quá dễ thương, chẳng hạn đứa con thơ, mà cái trách nhiệm làm cha của người đó làm cho họ không có cảm giác là việc rời bỏ thân này là một sự lựa chọn đúng. Cho nên họ cố tình níu kéo sự sống để thể hiện cái trách nhiệm đó. Thì chúng ta phải kề vào lỗ tai của người đó để chúng ta tạo ra sự tập trung, mặc dù
cái lỗ tai không còn nghe được nữa. Và chúng ta nói rất rõ, rất là chậm rãi, rất dứt khoát về những cái kỹ năng vượt qua nó có điểm đau. Nếu có vợ của con thì chúng ta nói như thế này: vợ anh có nghề nghiệp ổn định, có tháng lương rất căn bản, cho nên sống rất hạnh phúc, và cô ấy sẽ không tái giá, anh hãy an tâm. Con của anh á, được vợ anh chăm sóc rất kỹ lưỡng, ngoài vợ anh ra còn có cha, mẹ, người thân và các phương tiện an sinh xã hội, cho nên anh hãy an tâm, đừng lo lắng gì thêm nữa cho đứa con thơ này. Cha mẹ của anh có được lương hưu rất cao, sống rất khỏe, mọi thứ trong gia đình đều có thể tự lo được hết. Cho nên bây giờ, từ giờ phút này trở đi, anh hãy rũ bỏ hết tất cả các nỗi đo và nỗi sợ hãi. Thì nhắc nhở như thế nhiều lần, nếu anh ấy cảm nhận được bằng tâm, anh ấy thực tập theo, nếu anh ấy là người biết lắng nghe, thì sự kết thúc sự sống sẽ diễn ra sớm hơn. Và bên cạnh đó, nếu anh ấy là một Phật tử, thì chúng ta cũng nói vào tai anh ấy rằng là mỗi ngày tôi sẽ thỉnh mời các thầy Ban Hội Niệm đến tụng một thời kinh cho anh để hỗ trợ cho sự ra đi được nhẹ nhàng. Anh hãy hoan hỷ nương theo để rũ bỏ sự sống khổ đau này. Còn nếu anh ấy là một người Công giáo hay Tin lành thì chúng ta nói về Chúa và khuyên anh ấy lắng nghe một đoạn kinh Tăng Ước của Chúa Giêsu Kitô dạy để giúp cho anh ấy vững tin mà rũ bỏ cuộc sống. Còn anh ấy là một tôn giáo nào đó thì ta hãy chọn kinh thánh của tôn giáo đó để nhắc nhở cho anh ấy rũ bỏ và vượt qua. Thì cách hộ niệm này đó mới thật sự là thiết thực. Còn niệm danh hiệu Phật từ giờ này qua giờ kia mà chẳng hề có cái hướng dẫn gì là hoàn toàn vô ích, hiếm khi mà có giá trị thật được lắm. Phải hiểu và hoan hỷ chấp nhận theo mới được lợi lạc. Cho nên luôn tiện đây thì chúng tôi cũng mong mỏi các quý Phật tử tham gia vào các ban hộ niệm đó đừng vì nhiệt tình mà đôi lúc làm phá hoại Phật giáo. Bởi vì nhiều Phật tử chẳng hề được huấn luyện, chẳng hề được hướng dẫn, đâu biết gì. Mà nếu không khéo đó, hướng dẫn tầm bậy tầm bạ, làm cho các gia đình ta hoang mang, thì tội nó lại bị nặng hơn. Phước đâu chẳng thấy mà thấy họa không. Ở phương Tây này chúng ta quen với cái văn hóa làm cái gì cũng phải có license. Không có license mà làm là phạm pháp. Thì trong Phật giáo chúng ta cũng nên nghĩ một cách tương tự như thế. Nếu các quý vị không phải là các tăng sĩ được huấn luyện, không phải là các cư sĩ được huấn luyện, thì hãy trải qua các khóa được huấn luyện rồi hãy làm công việc này. Vì trải qua khóa huấn luyện chúng ta sẽ hiểu bản chất của hộ niệm là cái gì, đối với người nào nên hộ niệm cái gì thì có kết quả, tư vấn thế nào thì có tác dụng. Đâu phải ai cũng có thể làm bác sĩ tâm lý được. Có nhiều bác sĩ rất giỏi nhưng mà đến tâm lý là bế tắc, bó tay chấm cơm. Chứ đừng nói là những người không phải là bác sĩ. Thì tương tự, công tác hộ niệm nó chỉ thích hợp với một số thiểu người có kiến thức Phật pháp rộng, có sự kiên trì lớn, có lòng vô ngã vị tha cao, có kinh nghiệm, có cái khả năng thuyết phục thì mới làm hộ niệm. Chứ còn mình đi tới đâu là ta ghét tới đó, mà tới mà hộ niệm là cái trường sinh học của người hộ niệm này chắc chắn không làm cho cái người đang nằm nó thoải mái đâu. Đó là lý do tại sao mà các thầy, các sư cô không hộ niệm quá một tiếng đồng hồ. Vì không cần thiết. Quá một tiếng là không cần thiết. Mỗi ngày đó, các sinh viên đại học học nhiều nhất là 5 giờ. Đó là những sinh viên xuất sắc. Sinh viên trung bình chỉ học 4 giờ thôi. Tại lớp là bị bão hòa rồi, không còn đủ sức để tiếp nhận nữa. Thì trong tâm linh cũng như vậy. Một ngày chúng ta tiếp nhận 1 giờ vào buổi sáng, 1 giờ vào buổi chiều, 1 giờ buổi tối là quá nhiều rồi. Chứ bây giờ mình hộ niệm một lần 8 tiếng như thế là mệt mỏi lắm. Người nghe sẽ mệt mỏi. Từ mệt mỏi sanh chán, từ chán mà không được kết thúc sanh ra sân, từ sân sanh ra là phản cự. Nên nhớ yếu tố tâm lý này. Chứ không phải là hộ niệm như là tốt đó. Cơ thể cần 3 cử ăn một ngày. Mỗi cử ăn chênh lệch nhau là khoảng 4 giờ trở lên. Mỗi cơ thể cần đến 3 lít nước uống mỗi ngày. Thay quần áo một lần, tắm một lần. Thì bây giờ não chúng ta cũng vậy. Nó cần có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ mình nghe thuyết giảng mà 2 tiếng là muốn mệt rồi. Huống hồ là người chết. Mà nghe một lần 8 tiếng. Hay nghe lần 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Không có hòa học.
và hoàn toàn trái 100% với lời Phật dạy gốc. Tất cả các phong tục tập quán hộ niệm đó là phát xuất từ Trung Quốc. Chúng ta phải kết thúc sự nô lệ văn hóa Phật giáo từ Trung Quốc để truyền bá một đạo Phật khoa học hơn, một đạo Phật gần với lời dạy của Đức Phật hơn, và một đạo Phật đó nó thiết thực và có lợi ích cho con người hơn. Xin đi câu hỏi khác.